liệt sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên. Cao Minh Ưng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Không gian tình nghệ sĩ được phát hành hàng tuần. Chương trình Không gian tình nghệ sĩ do câu lạc bộ tình nghệ sĩ thực hiện với sự cộng tác của các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, các ca sĩ thân hữu quen thuộc trong làng âm nhạc Việt Nam cũng như những giọng hát mới. Không gian tình nghệ sĩ sẽ lần lượt đưa quý vị đến một vùng trời thân thương đầy ắp những tiếng hát lời ca, xen lẫn với những bộ khúc, những vở kịch vân vân. Chúng tôi cùng sẽ thực hiện những chương trình nhạc chủ đề và vinh danh những nhạc sĩ và văn thi sĩ đã cống hiến cho nền văn học Việt Nam. Ban thực hiện chương trình Không gian tình nghệ sĩ mong ước chương trình này sẽ là người bạn đồng hành mình đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái trong cuộc sống. Sau đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức chương trình của ngày hôm nay. Mẹ yêu dấu, mẹ đã không quản bao cơ cực, lo cho con từng miếng ăn, du cho con từng giấc ngủ thời ấu thơ. Đêm ngày mẹ vất vả nuôi con, mẹ đã cho con một cuộc sống thật là bình an. Mẹ tựa như xôi nếp một, ngọt ngào như đường mía lau. Mẹ như ngàn tinh tú để hướng dẫn con đi không lạc hướng. Mẹ luôn là bóng mát của đời con. Ngày nay con đã lớn khôn, cho dù có ở bất cứ phương nào, con luôn khắc ghi lời mẹ dặn. Ôi, mẹ dịu hiền thay, mẹ nhân ái thay, người mẹ hiền Việt Nam. Nhạc của Cao Minh Hưng, lời của Quỳnh Hải Hưng, tên ghép của ba anh chị Quỳnh Giao, Việt Hải và Cao Minh Hưng đã khéo léo vẽ lên một hình ảnh của người mẹ Việt Nam đầy lòng nhân từ qua nhạc phẩm Mẹ Hiền Việt Nam và sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của Ban Hợp Ca, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Thank you.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi. Kính thưa quý vị, bài thơ Bất Hủ của nhà thơ Nguyên Sa đã là một nguồn cảm hứng thật tuyệt vời cho nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để sáng tác nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông. Xin kính gửi đến quý vị một màn thi nhạc giao duyên qua giọng ngâm mượt mà của Phi Loan với phần sáo phụ họa của Ngọc Nôi và giọng ca của ca sĩ Hạnh Cư. Xin kính mời.
nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên màu lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ tâm hồn. Thơ học trò lại thành non, và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu. Em chưa nói đã nghe lừng em chưa nhìn mà đã lòng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thở diệm. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã về chân dung bay vội vã vào trong hồn mơ cưa. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu. Để anh gọi tiên thơ buồn bồng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn. Giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy.
chợt đi anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại để anh dần mắt anh nhìn vùng dài giận thơ anh đã nói chẳng nên lời em đi rồi sám hối chảy trên môi để ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn giữ hộ anh màu áo lụa hà thương ngàn năm vẫn hiên.